Hoàng Gia Udo xin mến chào các bác, và clip lần này thì Hoàng Gia Udo lại gửi đến các bác một cái sản phẩm, đó là một trong những chiếc đầu, một chiếc âm ly của hãng Sansui. Model này model 5.000 trơn, cũng rất lâu rồi thì hôm nay lại về thêm được một con 5.000 trơn. Sản phẩm ngày hôm nay thì nó hơi khác biệt một chút các bác nhá. Đây là dòng 5.000 trơn xuất âm tụ nhưng mà sử dụng hai tụ lọc nguồn và hai tụ xuất âm, nhưng mà hai tụ lọc nguồn này sử dụng hai tụ đen đấy, chứ không phải hai tụ trắng. Dòng này thì rất là ít gặp trên thị trường, nhưng mà Hoàng Gia xin phép được quay để chúng ta mời Hoàng Gia mời các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng, và cũng như là lại tích thêm được một phần kinh nghiệm kiến thức một chút về cái dòng đời tụ đen, để chúng ta đi mua đồ chúng ta thấy tụ đen này chúng ta không bị bỡ ngỡ. Vì nhiều bác này sẽ nhìn thấy tụ trắng nhiều rồi thì các bác sẽ nhìn tụ đen, các bác sẽ nghĩ rằng là nó bị thay tụ hay làm sao, thì như thế là không phải. Thì trong clip ngày hôm nay ấy, thì Hoàng Gia sẽ quay nội thất và cũng như là sẽ quay cái tụ và quay cả cái chân tụ luôn, để cho các bác nhìn luôn là đây là tụ theo máy hay tụ thay, thì chúng ta sẽ cùng phân tích trong cái video này. Trước khi vào video này thì Hoàng Gia xin cảm ơn các bác đang theo dõi clip này của Hoàng Gia Udo. Thì Sansui 5000X, 5000, 5000A, 5000X đây là những cái model rất là nổi tiếng rồi. 5000 thì nó rẻ hơn rất nhiều so với 5000X các bác nhá, nhưng nó rẻ hơn 5000A một chút. Về cái kích thước thì vẫn sử dụng size 44 và suất âm tụ và âm ly cũng là âm ly đài và cũng chạy đa cầu điện. Về hình thức các bác có thể nhìn bên ngoài thì nó giống hệt 5000X và giống hệt 5000A đúng không ạ? Không khác nhau một tí gì cả. Về chỉ về cái thiết kế bên trong thì chúng ta mới có thấy sự khác biệt thôi, còn về bên ngoài này chúng ta nhìn gần như là giống đến 99%. Đấy. 99%. Kể cả bên trong nếu mà nhìn không kỹ thì nó cũng giống 5000X, cũng khoảng đến 80-90%. Nhưng mà nó sẽ có sự khác biệt nên tại sao 5000X nó giá nó cao và được nhiều người lựa chọn là như thế. Còn dòng này thì nó chỉ khoảng 13 14 triệu thôi. Thì đây là cái tầm tiền mà nhiều bác chơi được, nhiều bác có thể bỏ ra được. Còn 5000X thì nó 27 28 triệu thì nhiều khi là nó kinh tế chúng ta bỏ ra thì nó hơi hơi cao một chút so với nhiều bác. Đấy, thì đây là dòng âm ly có thể ghép được nhiều dòng loa. Đấy, kể cả những dòng loa mắt võng mắt cáo của Pioneer hay Sansui, hay những dòng loa của JBL, những dòng loa châu Âu đánh cũng rất là tốt, bởi vì bản chất những cái dòng Sansui đài như này thì cái chất âm của nó rất là tốt các bác ạ, nên là nó rất là hay. Đấy, về đèn đóm mà các bác nhìn nhá là nó đầy đủ hết ạ. Đấy, đèn đóm kim đài đầy đủ nhá. Về chức năng là hoạt động hoàn hảo rồi. Đấy. Bây giờ em sẽ quay cho các bác, em sẽ rút điện ra nhá. Sau đó em sẽ quay cái nội thất bên trong luôn để các bác nhìn nhá. Thì các bác nhìn nó sẽ chi tiết hơn. Đó, thì bây giờ là nội thất, các bác có thể nhìn cái nội thất bên trong đây. Đây, ở đây thì đáng nhẽ ra các bác nhìn quen đấy, các bác sẽ nhìn đây là hai cái tụ trắng sứ, nó giống như hai cái tụ này, nhưng đây là hai tụ đen. Nó vẫn là tụ Anna các bác nhé, các bác có thể nhìn chữ Anna này. Nó chỉ khác cái màu thôi các bác ạ, chứ còn bản chất ấy là nó không khác cái gì đâu. Nó khác cái màu thôi, vì thông số kỹ thuật là giống hệt nhau. Đấy, có thể nó bởi vì nó cái dòng sâm âm ly này là nó ra theo theo giai đoạn, theo từng giai đoạn khác nhau. Đấy. Trong một vòng đời nào đó thì nó có thể là nó sẽ có những cái tụ khác nhau. Đấy, về còn lại không khác một cái gì cả. Đa cầu điện thì vẫn đa cầu điện đây. Kích tên lửa vẫn có đầy đủ kích tên lửa, có cả sò đệm này. Dòng 5000 trơn này nó có phiên bản là sò đệm và có những phiên bản là không có sò đệm. Một con máy cũng còn gọi là khá là đẹp mà zin tuyệt đối. Đấy. Xuất sắc thì không phải nhưng mà nó còn khá là đẹp. Đấy, sắt còn rất là sáng luôn. Đây là tụ xuất âm. Đấy, bình thường đây tụ Anna xuất âm. Là tụ đây cũng là tụ Anna. Đây sắt xi các bác còn để nhìn này. Là khá ok. Em sẽ quay cho các bác này phần đít đáy đây, chúng ta sẽ cùng phân tích ở cái chỗ này này để chúng ta cảm nhận là nó có phải là tụ thay không nhá. Thì chúng ta phải nhìn ở đây. Đây các bác có thể nhìn cái tổng quan một chút, sau đó em sẽ đi chi tiết. Đây là tất cả cái phần phần đáy, chúng ta phải tháo cái mặt sắt đằng sau ra chúng ta sẽ nhìn được. Về linh kiện thì nó không như những dòng Fisher thì một số con tụ nó sẽ nằm ở phía dưới này. Nhưng đây nó chỉ là những cái chân tụ thôi. Thì chúng ta hãy đi quan sát những cái chân tụ nhé. Đây là tụ xuất âm này, tụ màu màu trắng sứ này. Các bác có thể nhìn những biết nó thay hay chưa thì chúng ta hãy nhìn vào những cái vết hàn. Bởi vì khi mà đã có sự can thiệp ở Việt Nam rồi ấy, thì cái vết hàn này này, cái mối hàn các bác nhìn nó sẽ không được xỉn như này đâu. Khi mà mình hàn thì chắc chắn là cái thiếc nó sẽ sáng hơn. Những cái vết hàn mà nó có cái màu theo thời gian như thế này ấy, thì đây là những vết hàn nguyên zin.
nguyên bản từ cái khi nó xuất xưởng các bác nhá. Chúng ta sẽ đưa máy quay sang xem hai cái tụ màu đen. Đây các bác có thể nhìn cái tụ màu đen này, vẫn nó là tụ xịn và theo máy cũng không phải là tụ thay nha các bác nhá. Các bác có thể nhìn những cái vết hàn. Đấy. Và một cái kinh nghiệm nữa mà Hoàng Gia xin chia sẻ thêm ở trong cái video clip lần này. Khi chúng ta mua âm ly thì chúng ta hay gặp phải những cái vấn đề như là đa số là phần tụ, tụ nguồn hoặc tụ lọc âm nó kém, thì nó dẫn đến cái vấn đề là ra âm thanh nó sẽ không được tốt, đúng không ạ? Và một vài cái bệnh nữa. Thì cái cách mà chúng ta chọn âm ly và chọn tụ ấy, thì các bác nhìn là những cái đít đáy tụ này, nó phải phẳng các bác nhá, nó phải phẳng, nó phẳng lì như này này. Nếu đít đáy tụ mà nó bị phồng các bác nhá, nó phồng, đít cũng thế mà đầu cũng thế, nó bị phồng là một này, và hai là nó bị chảy oxy hóa. Đấy, nó oxy hóa là nó có thể đùn những cái hóa chất ra, vì đây là tụ, là tụ hóa, nó sẽ, nó có thể đùn hóa chất ra đây, thì đấy là những cái tụ nó bị kém rồi. Đấy, còn những cái tụ mà nó còn tốt ấy thì cái đít nó phải phẳng. Đấy, tất cả cái đít đấy nó phải phẳng và nó không có dấu hiệu là bị phồng, bị rộp hay là bị sùi hóa chất ra, thì đấy là cái tụ tốt. Đấy. Còn nếu mà khi mà chúng ta bị như thế rồi ấy, thì chúng ta có thể thay sang tụ khác. Nhưng mà nếu mà mua máy như thế thì chúng ta nên phải trừ tiền. Đấy, chúng ta trừ, tất nhiên là trừ làm sao có lợi cho chúng ta là được. Đấy. Thì cái này là phải thợ các bác nhá. Thợ người ta mới biết cách, bởi vì khi tìm cái tụ này thì không phải là bác nào cũng tìm được đâu ạ. Đấy. Thông thường thì nếu là người chơi ấy, thì Hoàng Gia khuyên các bác là hãy mua những con máy nào chúng ta có thể về dùng được luôn mà ngay. Đấy, dùng được luôn mà ngay, chứ không phải về trừ 500 hay 1 triệu, nhiều khi là về tìm mà không tìm được tụ thì cũng bỏ máy đấy thôi, cũng không có cách nào cả. Đấy. Nên là thành ra là các bác cứ mua con máy nào mà về bắt là có thể dùng được ngay và yên tâm luôn. Nên là cho nó nhanh. Còn nếu mà là bác là chuyên môn là thợ thì các bác có thể mua những con máy nó tụ nó kém đi chẳng hạn, về cho các bác có thể là cộng thêm cái kiến thức của mình, cộng thêm những cái nguồn mà các bác mua được tụ ấy, thì các bác có thể thay tụ vào. Đấy, kiểu như thế thì nó vẫn là tụ zin thôi. Nhưng mà bản thân Hoàng Gia chỉ chia sẻ với các bác như thế để các bác biết thôi. Nhưng mà còn bản thân thì Hoàng Gia luôn luôn ưu tiên những cái máy nào về nó phải ngon luôn. Đấy, nếu thay hay không là cái tụ này, nhìn các bác nhìn cái chân này nó hàn là biết ngay các bác nha. Đấy. Thì đây là cũng là một cái kinh nghiệm để Hoàng Gia chia sẻ thêm các bác. Tất cả các mạch nước này chúng ta sẽ nhìn chi tiết này. Một con máy mà không thể giấu được đâu, nếu mà các bác mà mở ra mà các bác nhìn những cái mối hàn này, nhất là những cái vỉ âm sắc này này, đây là vỉ âm sắc bắt trung tép này này, là cái vỉ này này, những con âm ly nào cũng thế thôi, những cái volume mà nó dính vào cái mạch nào thì đó là mạch âm sắc, thì cái mạch âm sắc này nó cũng rất là quan trọng. Đấy, thì các bác có thể nhìn những cái vết hàn là các bác biết được là nó đã thay hay chưa, để các bác hãy nhìn vết hàn, vết nào mà nó sáng bóng lên đấy là nó đã bị thay rồi. Còn những cái vết hàn mà các bác nhìn này 10 vết màu nó giống 10 vết ấy, thì đó là nguyên bản. Đấy, thì đấy là những con âm ly mà Hoàng Gia thông thường là mua hàng là sẽ phải check những cái chi tiết như thế này các bạn nhá. Ngoài cái việc check tụ này, check nguồn này, check sò công suất này và check đến mạch âm sắc này, chúng ta phải check đủ những yếu tố mà Hoàng Gia chia sẻ. Sau đó với check đến là máy móc, đó là hình thức đẹp hay xấu các bạn nhá. Đấy. Còn một số con máy thì nó chất nó vẫn nguyên bản, nó chưa sửa chữa gì. Nhưng mà có thể sắt chi của nó này nó theo thời gian một chút chẳng hạn thì Hoàng Gia vẫn mua, vẫn nhập. Bởi vì bản thân thì tìm được những con máy nào mà nó gọi là như bóc hộp thì chắc chắn không có. Nhưng mà như thế này là những cái này là Hoàng Gia đã mua được rồi, chấp nhận mua tốt rồi. Bởi vì bản thân là nhiều khi là những cái sản phẩm này nó mấy chục năm rồi, cái sắt xi này mình cũng không thể đòi hỏi quá cao được. Nhưng quan trọng nhất là cái chất máy và cái linh kiện, là máy nó đã sửa gì chưa. Đấy, đã thay cái gì chưa. Còn nếu mà máy nó còn zin, còn chất nguyên bản hết ấy, thì sắt xi như thế này là mình vẫn có thể nhập được các bác nhá, vẫn có thể mua được. Nên là người dùng vẫn cứ dùng bình thường, vì máy nó vẫn là máy nguyên bản mà, chưa có đụng chạm gì thay thế cả. Đấy. Còn về mặt mũi thì chọn những cái máy nào nó nói chung là không có xước sát là tốt nhất các bác nhá. Bởi vì bản thân chơi những dòng này thì chúng ta vừa chơi lại còn vừa bày, nên là Hoàng Gia hiểu cái việc đó, nên là nên chọn những con máy nào nó còn đẹp. Ví dụ các bác nhìn những cái mặt mũi này, những cái phần nhất là phần này nó bằng nhôm này, là tối kỵ là không được để nó chảy xước các bác nhá. Đây, còn cái kính này các bác lau rồi nha. Đây là nó bẩn, nó bám rồi, chứ nó không xước các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhìn này, những cái núm nút này nó còn rất là đẹp luôn. Đấy. Ok chưa ạ? Cạnh kiếc này. Đấy, vỏ này.
cái vỏ này thì nhiều khi nó mất thì mình đóng lại mới được, hoặc nếu mà nó sứt mẻ thì chúng ta cũng có thể spa lại được, nó cũng đơn giản thôi. Đấy, như cái vỏ này là vỏ đóng này, đấy, vỏ đóng mới này, đấy, đóng theo đúng tiêu chuẩn và đúng theo cách xịn. Và dòng vỏ này thì nó lắp được chung cho cả những dòng 5000X, 2000X, 5000X, 5000 trơn, 5000A, 2000X là nó sẽ lắp chung cái vỏ này. Đấy. Vỏ đóng đẹp chắc chắn. Đấy. Bác nào thích đóng vỏ thì cứ liên hệ Hoàng Gia Auto. Với những cái này là có kích thước nó có sẵn rồi, không cần gửi âm ly lên các bác nhé. Còn với những cái dòng âm ly lạ một chút ấy thì bắt buộc các bác phải gửi kích thước lên để đo, chính xác thì mới đo được, mới làm được. Còn với những cái sản phẩm như 5000A, 5000X này thì nó là thông dụng nên là đã có kích thước sẵn rồi, các bác chỉ cần đặt là có hàng gửi về cho các bác luôn. Đấy, vỏ này bình thường các bác đi đóng là nó mất 1 triệu rồi. Đấy, 1 triệu. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Con âm ly này thì nó cũng vừa tiền thôi. À, bác nào kết thì Hoàng Gia báo giá luôn cho các bác trong cái video clip này, 13.500.000, giá này không bao ship. Đấy, còn về độ zin độ chất thì Hoàng Gia bao zin cho các bác luôn. Đấy, sử dụng. Cảm ơn các bác, Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Auto theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này, 0975 884 009, địa chỉ cửa hàng để cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo.